Xin chào tất cả các anh em. Buổi sáng nay thì em làm mấy chiếc vang số. Ở trong đó có một chiếc vang số kinh KX200 của Trang Hà Nội gửi đến căn chỉnh. Thì thời điểm này cũng là thời điểm cận Tết rồi, cho nên rằng là có rất nhiều anh em ở các tỉnh xa có lẽ rằng cũng ngại gửi cho em căn chỉnh. Thì nhân tiện căn chỉnh chiếc vang số này thì em lại chia sẻ các anh em một cái cấu hình mà có lẽ rằng là các anh em sẽ tự căn chỉnh được. Có thể căn chỉnh bằng tay hay là căn chỉnh bằng phần mềm thì đều có thể áp dụng được. Thì đối với chiếc vang số này thì nó cũng giống như là dòng vang số của DB. DB 500, 525 mã hay một số các dòng vang số khác. Thì về chế độ thì làm cho chú em này là đến 8 chế độ. Thì em nghĩ rằng là với 8 chế độ như thế này thì chắc chắn là chú em này sẽ sử dụng khá hay. Chứ còn ngày hôm qua thì em có test thì một cái chất âm phải nói rằng là rất là dở ở trên chiếc vang số hàng mới này. Và bây giờ thì các bác sẽ nghe một cấu hình thôi, rồi tôi em chia sẻ nhanh cho các bác anh em để các bác anh em có thể áp dụng được. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 7 2 3 5 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6. Thì em nghĩ rằng là các bác anh em cũng không cần phải nhờ anh em thợ đến nhà đâu mà có thể áp dụng luôn này. Đầu tiên là nói về cái effect tổng là 39 này. Đây trong cái phần hệ thống này. Đây là đặt giá trị khởi động và giá trị tối đa nhé. Giá trị khởi động và giá trị tối đa. Ở đây nó có cái mục đây phía dưới này. Các bác anh em cứ áp dụng này. Đầu tiên phải nói về cái hiệu nghe cho dì vọt này. À phần mic đã. Bởi vì cái dòng vang số này là nó không có cái volume căn chỉnh về cái độ lớn của cái đường mic. Mic cắm đằng sau, hai lỗ mic đằng sau. Và không có cái chỉnh volume ở cái lỗ cắm mic. Tức là chỉnh cái độ lớn của tín hiệu đầu vào của phần mic. Cho nên ngay từ phần mic ấy là em thấy rằng nhiều các anh em ấy là để tối đa nhưng mà trên dòng vang số này là 60 nhá. Đây này 60 độ lớn đầu vào. Bởi vì đây là nó không có cái căn chỉnh về cái độ lớn của cái lỗ cắm mic. Thường thường trên các dòng vang số khác ấy thì chúng ta để trung bình hoặc trên trung bình. Thì đây để 60 này. Để các bác cứ chống hú này, noise gate này, limit compressor. Cái limit compressor này ấy, là nó phải có một cái sự đồng bộ nhá. Nó phải có một cái sự đồng bộ giữa đầu vào đầu ra. Đây là phần mic là đầu vào này. Đây các bác có thể áp dụng luôn. Đây là phần mic này. Đây giải quay dơ này. Đây giải quay dơ của cái phần mic. Thì khi làm một chiếc vang số ấy, thì chúng ta sẽ nắm được cái đặc điểm. Cái đặc điểm của từng chiếc vang số thì chúng ta sẽ dễ làm nhá. Chứ còn các hãng vang số sản xuất vang số ra nhưng mà không có một cái phương pháp cho anh em bán hàng cũng như là người sử dụng thì rất khó. Để cái độ lớn này, khó khăn nhất là cái độ lớn này. Đấy, còn cái giải quay dơ đây. Đây là giải quay dơ. Tiếp đến là phần dì vọt này. Đây phần dì vọt này. Phần dì vọt. Phần e cho này. Đây phần e cho này. Phần e cho. Phần mên này. Đây là phần mên. Em quay rất là chi tiết. Kể cả các bác anh em căn chỉnh bằng tay thì cũng áp dụng các thông số mà em đã căn chỉnh đây là được mà. Đây là phần main này. Đây là phần main. Có làm chế độ limit compressor nhá. Và nó có sự đồng bộ về cái limit compressor. Có sự đồng bộ giữa đầu vào đầu ra. Thậm chí là làm cái phần sub ấy là nó có ảnh hưởng cả đến cái phần mic mà. Đây phần sub này. Làm phần sub này ấy, cắt thấp cắt cao hay là căn chỉnh, thậm chí là căn chỉnh cái giải quay dơ của phần sub này, nó còn ảnh hưởng đến mic và effect nhé. Thì một cái chiếc vang số thì có lẽ rằng là sẽ là đầu vào thì trong đó có phần mic, phần effect đầu vào và phần đầu ra là phần main. Và cái phần music này các bác thấy rằng là làm music nó cũng ảnh hưởng cả đến cái phần mic và phần effect nhé. Em nói thì nhiều các bác anh em có khi là chưa chắc tin đâu, nhưng mà phải va chạm nhiều, phải thử nghiệm nhiều thì mới tin được. Tức là music này nó còn ảnh hưởng cả đến cái phần mic và phần effect. Đây phần music này. Thì nhân tiện căn chỉnh chiếc vang số này thì cũng chia sẻ nhanh cho các anh em để các anh em có thể áp dụng được. Bởi vì bây giờ nó gần Tết rồi thì các anh em có thể là áp dụng để mà căn chỉnh chiếc vang số này là nó cũng khá hay.